con nhìn thấy nhiều cảnh đời kiếp người giả tạm tội vô thường chán sợ cảnh sinh ly tử biệt và có biết cuộc đời này tất cả chỉ là giả tạm vô thường cần phải giác ngộ sớm tu tập để thoát khỏi bể khổ mong thầy có thể đưa ra con đường ra cho con hướng tu tập để thoát khỏi bể khổ sanh tử luân hồi được không nếu như mà quý vị quả thật có cái sự nhận thức này đó thì sư khuyên nên sống một cái đời sống xuất gia bởi vì đời sống của cư sĩ tại gia đó rất là khó mà phải nói là cực kỳ khó để có thể thực hành các cái phương pháp đưa đến thoát khổ, khó lắm nha. À, cho nên là sư đề nghị là mình nên chuẩn bị cho một cái đời sống xuất gia. Ừ. Và cái thứ hai đó là sau khi xuất gia rồi thì mình phải giữ giới giới là nền tảng yeah, giới là nền tảng cái chỗ nào đó mà họ hoan hỷ để mình giữ giới ấy, thì đó là chỗ tốt còn cái chỗ nào mà cái việc giữ giới của mình ấy, mà bị khiển trách uh, bị uh, dèm pha uh, bị uh, xỉa xối quý vị đừng có thấy lạ nha có đừng có thấy lạ ừ. thì mình nên tránh chỗ đó đi rồi mình nên um, tránh xa mấy chuyện thế tục nha ba cái chuyện như là từ thiện rồi dạy trẻ mồ côi rồi nuôi trẻ nhỏ rồi làm cái này cái kia đó thì để đó cho cư sĩ họ làm nha đức phật đã hướng dẫn trong kinh đại bác niết bàn đó, mấy cái vụ đó cư sĩ họ làm tốt hơn là mấy ông thầy tu và mấy mấy cô thầy tu ừ. cái nhiệm vụ của mình ấy là nỗ lực tu tập đi đến sự giải thoát ừ. muốn thoát khỏi đời đó thì mình phải cách ly với đời chứ còn mình gần gũi quá với đời đó thì mình chỉ có quay về với đời thôi Ừ. rồi sau đó rồi, mình phải mình sau khi mà giữ giới rồi, ấy, rồi xa lìa những cái đám đông xa lìa những cái quần tụ thế tục rồi mình sẽ nhận một cái đề mục thiền và phát triển ừ. cũng như phát triển trí tuệ quán thì chỉ có cách đó đó mình mới đi đến được sự giải thoát giác ngộ thôi chứ còn cái kiểu biết là khổ mà buông thì không chịu buông thì ráng chịu nha cũng giống như người biết là đói nhưng mà ăn thì không chịu ăn ừ, thì cái đó đói chết ráng chịu ừ. à, biết là mình đang khiên vác vật nặng mà bỏ xuống thì không chịu bỏ à, thì cái đó là đáng đời ừ. đấy